Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đấng bà sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Và này Isabe chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa. Một lần nữa xin được trân trọng kính chào cả nhà, quý cha, quý sơ, quý ông, quý bà và toàn thể anh chị em cùng các con thiếu nhi rất thân mến. Riêng ca đoàn, riêng gia đình Tận Hiến, hôm nay là ngày bổn mạng, xin được nghiêng mình chúc mừng và cũng xin chào chúc anh chị em, những người được mời gọi là khách mời, trong đó chắc là quý sơ hen. Quý sơ đẹp quá. Mấy mẹ mặc áo dài kia rất đẹp rồi, nhưng mà gặp quý sơ rớt hạng luôn. Người ta thánh thiện, người ta đẹp giống Đức Mẹ vậy đó. Đức Mẹ, chúng ta biết cái cung cách của mẹ, bề ngoài của mẹ, nó từ bên trong nó ẩn ra. Và như thế tin mừng chúng ta vừa nghe nó nghe quen, nhưng mà chúng ta tưởng rằng Đức Mẹ trả lời một cách ồ, 2 tiếng xin vâng rồi thôi, dễ quá mà. Bây giờ bà con nói tôi cái gì đi tôi cũng xin vâng, trời có gì đâu. Nhưng nếu chúng ta hiểu được tại sao đoạn tin mừng ngày hôm nay Luca thuật lại cho chúng ta nghe trong ngày lễ mẹ mân côi, thì chúng ta sẽ phải thấy rằng lời xin vâng kia quả là cay đắng trơn chuyên lắm. Mân côi có nghĩa là hoa hồng. Mẹ mân côi nghĩa là mẹ của ngàn đóa hoa hồng. Mà bản chất của hoa hồng là gì? Đầu tiên là đẹp, thơm tho, ngọt. Không có mùi hoa nào nó ngọt cho bằng hoa hồng. Nhưng mấy ai quan tâm, ẩn sâu dưới lớp lá là những gai nhọn. Vì vậy, để đạt được cái danh hiệu hoa hồng, mẹ Maria phải trải qua rất nhiều thanh luyện trong đau khổ gai đâm. Nhờ lời xin vâng của mẹ Maria, Thiên Chúa đã xuống thế làm người với danh hiệu là mẹ Thiên Chúa ngôi hai uy phong đấy. Nhưng mẹ đã trải qua một cuộc đời đầy nước mắt. Sinh con ra bị đuổi bắt, như là đuổi tà vậy. Vua ghét sợ mất ngai vàng, rồi đau khổ. Nhất là khi con vô tội mà người ta đánh, người ta đập như kẻ thù, như kẻ tội nhân, rồi theo chân con đến nơi chịu chết trần truồng trên thập giá. Có ai người mẹ nào ở trong cái giai đoạn hoặc tình trạng như thế không?
Nhờ đó mẹ được thanh luyện và hiệp cùng với Thiên Chúa cứu độ con người. Vì vậy, cái uy quyền của mẹ nó cao trọng và có thế giá trước mặt Thiên Chúa là vậy. Chính cái thế giá của mẹ trước mặt Thiên Chúa, mẹ có thể cứu con người qua lời cầu bầu của mẹ ban phép lạ khắp nơi. Nhưng nếu nói đến việc hình thành của kinh Mân Côi mà mẹ xuất hiện ở đâu cũng đều có chàng chuỗi, thì chúng ta thừa biết và biết làm lòng được rút ra từ kinh Thánh, kinh Lạy Cha, kính mừng sáng danh, Lạy Cha rồi trong Thánh Kinh, kính mừng thì đúng bài hôm nay Thiên Thần xuất hiện, kính mừng Maria đầy ơn phúc, ông hành xứ này đọc đúng kinh kính mừng giống như lần hạt Mân Côi, Thánh Maria Chúa Trời thôi, thiếu cái lần đó. Và vì vậy, cái lời kinh này nó có giá trị là tự do Đức Mẹ biết Chúa muốn và thích nên bảo con người hãy làm đi. Và sự kiện năm 1208, Đức Mẹ đã hiện ra trao Thánh Giuse khi mà biến cố lạc giáo tràn lan thì giáo hội bị chia rẽ. Thì chính nhờ như vậy mà chúng ta biết được kinh Mân Côi, và từ đó kinh Mân Côi được rộng khắp, được cứu rỗi bao nhiêu sự cố đằng sau. Nhưng thưa cộng đoàn, linh nghiệm nó rất hữu hiệu, nhưng thưa cộng đoàn nó đơn giản và cổ quá. Thời đại hôm nay chứ ai cũng thích mới, cho nên nó thấy lỗi thời, không chấp nhận trong một xã hội văn minh hôm nay. Có khi chúng ta mắc cười khi chúng ta thấy một thanh niên lần chuỗi Mân Côi sốt sắng, đúng không? Ví dụ thấy một anh thanh niên nào ngồi lần chuỗi, tôi không biết bà con nghĩ sao, nhưng mà thường là chúng ta bảo thằng này đạo đức quá, cái kiểu khinh khinh chứ không phải trọng. Liệu cái việc lần chuỗi Mân Côi đã khiến cho thanh niên được xác định tay đó là tay ngon lành nha? Tôi biết được một số các cô gái kiếm được mấy tay chồng mà ngon ngon như vậy tự hào lắm. Cái đó là cái bí mật của các cô đó. Nhìn thằng nào mà lần chuỗi Mân Côi xinh xinh là chộp luôn. Bởi vì nhìn đi, mấy cái tay ăn chơi, say xỉn, vũ phu, tục tử, nó có biết lần chuỗi đâu. Nếu mà biết lần chuỗi nó không bị như vậy. Như thế, chúng ta còn mắc cười khi thấy một người tốt lành làm việc đạo đức không? Xem là cổ điển không? Quê mùa không? Chúng ta hãy nhớ lại sự kiện nổi đình đám ở Fatima đó, mặt trời quay đó. Không ai chối cãi được, lúc đó là có máy quay, có nhà báo. Nó gần quá mà, thời đại gần chúng ta. Việc mẹ Maria hiện ra và nhắc nhủ chúng ta hãy siêng năng lần hạt, nó có lý do. Và chúng ta hãy suy nghĩ xem, ảnh hưởng của Đức Mẹ rất quan trọng, linh thiêng, khắp nơi mẹ hiện ra, biết bao nhiêu đền Đức Mẹ mọc lên. Và nếu không linh thiêng thì làm sao tồn tại mãi như thế? Bà con hình dung nhé, một cái đất nơi khô cằn như ở Fatima hay là ở Lộ Đức cũng vậy, nó khô cằn, hay ngay ở Việt Nam chúng ta biết linh địa La Vang hay Tà Pao gần nhất chúng ta, nó rẻ bèo, cát trắng, cây cũng chẳng mọc lên được nữa. Nhưng mẹ hiện ra một cái, ôi chà, ngàn ngàn triệu triệu người tràn tới, đất tự nhiên trù phú xanh đất lên giá. Cho nên ai mua gần đài Đức Mẹ Tà Pao hay là chỗ linh địa Fatima La Vang đồ, trời đất ơi, lời to đó. Cái sự mà chúng ta có thể cảm nhận được linh nghiệm từ việc mẹ hiện ra, không chỉ tinh thần linh thiêng mà nó còn cả vật chất. Bởi vì con người ta cũng không thể nào biến một vùng đất hoang sơ thành linh thiêng cho hàng triệu người đến để kính viếng hoặc là để sinh sống. Hoặc chúng ta nhìn hình ảnh Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị hay mẹ Teresa Calcutta hay những cái vị thánh tiến sĩ đầy học thức, trên tay là sâu chuỗi. Chúng ta nghĩ gì khi chúng ta mới nứt mắt ra, biết dăm ba cái ngoại ngữ, biết chữ vi tính mà tự hào cho mình là thông hiểu, rồi ngồi chê bai kinh kính mừng là kính của mấy bà nhà quê. Mấy cái bà nhà quê á,
mà bà nuôi con người ta lên người đó. Còn mấy nha cái bà nhà sang trọng vàng hay là hạt xoàn đeo lủng lẳng á, con xì ke một loạt đó. Trong khi các nhà hiền triết ngày xưa như là những nhà bác học, người ta suốt ngày với chuỗi mân côi, đó là phương thế cho họ để họ có thể giữ vững đức tin hoặc là sáng tạo. Chúng ta biết Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị rồi ha. Ngài là một người rất nhiệt thành cổ vũ kinh mân côi. Ngài đã tóm tắt cái mục đích của kinh mân côi, tức là tại sao đọc kinh mân côi, trong thông điệp Rosa Rerum Virginis Maria. Ngài viết mặc dù kinh mân côi rõ ràng về đặc tính là Đức Maria, nhưng thực chất là một lời cầu nguyện hướng về Chúa Kitô. Vì trong sự tinh tế của kinh mân côi có toàn bộ chiều sâu của tin mừng. Có thể nói kinh mân côi được xem là một bản tóm tắt tin mừng. Thưa cộng đoàn, Đức Maria chính là mẫu gương sáng ngời trong việc chiến thắng thế gian, xác thịt, ma quỷ bằng vũ khí gọi là của Thiên Chúa đó. Tức là chúng ta thấy Đức Maria sao? Khiêm nhường, tin tưởng và yêu mến trong một cái vai trò nữ tỷ của Thiên Chúa, như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay đó. Vì thế chúng ta hãy noi gương Đức Maria cùng với mẹ để cùng chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa bằng việc lần chuỗi mân côi hàng ngày. Vì như Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 Ngài nói đó, kinh mân côi thực ra nó là một cái dạng đạo đức bình dân thôi, nhưng lại rất ích lợi, nhất là trong việc đẩy lùi sự dữ và tội ác. Chúng ta nhớ câu chuyện vào thời Hồi giáo đó ha, và chiến thắng ở vịnh Lepanto ha. Đó, thế giới được cứu thoát nhờ kinh mân côi đẩy lùi sự dữ. Và anh chị em mình chắc chắn có kinh nghiệm khi chúng ta gặp sự dữ, chúng ta lần chuỗi được thoát như thế nào. Thưa cộng đoàn, hôm nay mừng bổn mạng của ca đoàn mân côi và một cái gia đình tên Tận Hiến. Đó là những người tận hiến cho mẹ Maria. Họ là những người tôi nghĩ đặc biệt với cây mân côi lắm, bởi vì tận hiến cho Đức Mẹ thì họ hiểu và lần chuỗi mân côi hơn người khác. Tức là người ta đọc nhiều lắm, nếu giơ tay hết chúng tôi xấu hổ. Ngày đọc, thưa con đọc hai chuỗi 100 kinh. Thôi đừng nói vậy, tôi nhục, tôi không làm được cái đó. Cho nên họ đọc kinh và hiểu kinh kính mừng hơn ai hết, bởi vì họ tận hiến cho Đức Mẹ mà. Bởi vì ngay cái từ ngữ tận hiến đó nó cao cả lắm nghe, chứ không phải chúng ta sờn sờn cái tự nhiên nhào vô cái nhóm tên là tận hiến xong cái rồi đọc hai ba cái kinh hoặc là cái gì đó trở thành người tận hiến. Không, chúng ta phải nghĩa thứ nhất đó là khi người ta nói tận hiến tức là tách một người hay vật đó ra khỏi những cái gì gọi là phàm tục. Cái người đó không còn dính bén với phàm tục nữa. Tận hiến là thứ nhất, tách người hoặc vật đó ra khỏi những gì phàm tục. Ý nghĩa thứ hai là dành riêng cái đó đó cho việc phục tự thôi. Và điều thứ ba đó là một cái nghi lễ để thánh hiến cái vật hoặc người đó trở thành thánh. Nên ai gọi cái từ tận hiến là một người đó không còn dính bén với tội đời, với nhục dục, với những tham sân si. Xét theo nghĩa nghĩa trên thì ai đó mà tận hiến cho Đức Maria đó là người đó hướng mình cho mẹ theo ý của Thiên Chúa, không còn theo ý riêng của mình nữa. Nghĩa là Chúa đã trao cho mẹ một sứ mạng rất quan trọng trong chương trình cứu độ nhân loại. Thì những ai tận hiến cho mẹ thì sẽ tự buộc mình vào cái sứ mạng của mẹ bằng những cái việc làm điều mẹ dạy bảo theo ý của Thiên Chúa. Nó kinh như thế, nó lộng lẫy như vậy, chứ không phải là chuyện đơn giản. Vì vậy những ai mà tận hiến cho mẹ không còn một con đường nào khác ngoài việc triệt để sống theo tin mừng hơn những kỳ tô hữu khác. Cho nên tôi gặp những người tận hiến tôi nghiêng mình lắm, tôi sợ lắm. Bà con có đủ cái đặc tính, tính chất đó không? Sống theo tin mừng là gì? Là phải thực hành bằng hành động bác ái quảng đại cho cộng đồng,
lần chuỗi mân côi. Tôi không biết anh chị em mình có thực sự như vậy không, nhưng xét ra bên ngoài, riêng cá nhân tôi về đây, thì trong mắt tôi, trong não tôi, đó là nhóm, một số, và đặc biệt là tận hiến. Họ hành động rất cụ thể, lao vào công việc, số lượng đông và nhiệt tình. Cái đó là hành động mà đúng theo tinh thần của tin mừng, là phục sự Chúa, nhà Chúa và những công việc liên hệ tới Chúa. Giống như ca đoàn Mân Côi, tôi nghĩ cũng là những người tận hiến, là bởi vì họ đã dâng cái khả năng của riêng họ cho việc tập hát chung, bỏ cái riêng để theo cái chung, bỏ giờ riêng để vào giờ chung, và đặc biệt bỏ cái ý muốn cá nhân của mình để theo một người cầm trịch vẫy nhịp. Bà con hình dung không? Tôi hát là tôi hát theo tôi à, tôi không theo ai đấy. Nhưng mà vô ca đoàn là họ sẽ phải ghép mình vào, ép giọng của họ vào trong một cái chung để gọi là đồng ca, đồng giọng, khiến cho chúng ta sung sướng. Và hôm nay chúng ta sẽ sung sướng khi họ đã mất nhiều thời gian để họ luyện những bài thánh ca. Đúng vậy không? Tí xong bắt đầu nó bể mới vui nè. Không, mình có Đức Mẹ bảo kê rồi, lo gì. Cho nên thưa cộng đoàn rất thân mến, hôm nay mừng lễ Mẹ Mân Côi, lòng trong bổn mạng của ca đoàn Mân Côi và gia đình tận hiến, thì mong rằng tất cả những thành viên mang thánh hiệu Mẹ Mân Côi sẽ xem mẹ như là ngọn hải đăng đó, để dòm, để định hướng cho đời chúng ta, và lấy mẹ như một gương soi để cho chúng ta hành động và giúp cho người khác cùng hành động tốt lành như chúng ta. Được như vậy thì mẹ vui lắm, bởi vì mẹ đã cho chúng ta cơ hội để thoát tội. Vì Chúa rất ưng điều đó nên mẹ đã mách cho chúng ta cố gắng cụ thể hóa công việc bằng việc lần chuỗi mân côi và nghe lời mẹ dạy bảo, đặc biệt trong sứ điệp mẹ nói trong những lần hiện ra khắp nơi.